Xưa nay chẳng có một con đường nào đi tới thành công là dễ dàng. Vàng 10 muốn đạt chuẩn hoàn mỹ cũng phải nhảy vào lò luyện giữa ngọn lửa nóng bỏng, dữ dội. Trải qua quá trình tôi luyện vất vả và bền bỉ thì mới có thể đánh bay được những tạp chất bám trên thân mình. Cổ ngữ có câu: bảo kiếm sắc nhờ mài ra, hoa mai thơm nhờ thống khổ trong buốt giá. Con người muốn thành công đều cần phải trả giá, kính qua khảo nghiệm. Và khi đã thành báu vật rồi thì sẽ có cái tư thái và sức lôi cuốn đến kỳ lạ. Do đó, muốn sống khôn ngoan như những người ưu tú thì bạn phải thật nghiêm khắc, nhẫn nại, tu tâm dưỡng tính, học cái cách đối nhân xử thế. Nếu quý vị có nhu cầu về tượng gỗ phong thủy, đồ gỗ nội thất từ gỗ tự nhiên quý hiếm, vui lòng liên hệ đồ gỗ Mạnh Sơn. Đồ gỗ Mạnh Sơn, vua đồ gỗ.